đừng bội lướt qua cái video này của em nếu như mà mình muốn hết đau dạ dày đại tràng đơn giản hiệu quả ngay tại nhà thấy cái lá mơ lông như thế này mình thường hay nghĩ tới các món ăn chứa nhiều chất đạm như thịt cầy thịt dê và làm gia vị cho những bữa ăn khác tùy theo cách chế biến của từng vùng miền đây là cái lá mơ lông mọi người ạ nó mọc rất là nhiều ở bờ rào luôn mình chọn lá mơ có màu tím phía sau có nhiều lông đặc biệt là không chọn cái lá màu trắng bác nào mà có những cái triệu chứng như là bụng đau âm ỉ trào ngược dạ dày thường xuyên vướng mắc ậm e ở cổ ợ hơi ợ chua tức ngực khó thở đi ngoài phân lỏng phân nát đi nhiều lần trong một ngày không kiểm soát được thì mình áp dụng ngay cái cách này cho em thư lấy cho em một nắm lá mơ lông như thế này về rửa thật là sạch thái nhuyễn cho vào một cái bát mình đập một quả trứng gà ta vào, cho thêm một ít gia vị vào cho dễ ăn và khuấy cho thật đều, sau đó là mình mang đi hấp cách thủy khoảng 20 phút. Ăn vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng. Mình làm liên tục như vậy trong vòng 7 ngày thì cái tình trạng là trào ngược dạ dày, đau âm ỉ, viêm trượt hang vị, viêm bờ cong lớn nhỏ, vi khuẩn HP sẽ được cải thiện rất là nhanh luôn, đặc biệt là tốt cho đại tràng các bác có những triệu chứng như thế nào mà mình chưa biết là mình bị làm sao thì có thể comment dưới cái bài viết này để mình hướng dẫn chi tiết chúc tất cả các bác áp dụng thành công